có tổng diện tích là 1.553 km², bao gồm khoảng 1.600 đảo nhỏ nằm trong vịnh Bắc Bộ thuộc thành phố Hạ Long, cách Hà Nội khoảng 165 km. Truyền thuyết cho rằng khi nước ta có giặc ngoại xâm, trời sai rồng mẹ mang một đàn con xuống cứu giúp. Rồng nhả ngọc tạo thành những bức thành lũy vững chắc giúp người dân chống giặc ngoại xâm. Đánh giặc xong, rồng mẹ và đàn con ở lại hạ giới. Chỗ rồng mẹ đáp xuống nước là Hạ Long, chỗ đàn con là Bái Tử Long, còn chỗ đàn rồng con quẫy tung sóng là Bạch Long Vĩ. Các nền văn hóa cổ nối tiếp nhau tại Hạ Long là văn hóa soi nhụ khoảng 18.000 đến 7.000 năm trước công nguyên, văn hóa cái bèo 7.000 đến 5.000 năm trước công nguyên và văn hóa Hạ Long cách đây 5.000 đến 3.500 năm. Vịnh Hạ Long cũng ghi dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam như chiến thắng quân Nam Hán của Ngô Quyền năm 938, chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 3 của Trần Hưng Đạo năm 1288, bài thơ chữ Hán của vua Lê Thánh Tông khắc trên vách núi đá bài thơ năm 1468. Năm 1994, vùng lõi của Vịnh Hạ Long có diện tích khoảng 334 km² với 775 đảo nhỏ được UNESCO công nhận là di sản thế giới theo tiêu chí 7 về giá trị thẩm mỹ và được công nhận lần thứ 2 vào năm 2000 theo tiêu chí 8 về giá trị địa chất, địa mạo. Tiêu chí 7 chứa đựng các hiện tượng, địa điểm tự nhiên hết sức nổi bật hoặc các khu vực có vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và tầm quan trọng về thẩm mỹ. Vịnh Hạ Long là một bức họa cảnh quan biển kỳ vĩ nhất và tuyệt mỹ nhất trên thế giới do tạo hóa vẽ nên. Mặc dù trải qua những tác động mạnh mẽ của thiên nhiên và sự cư trú lâu dài của con người, nhưng cảnh quan Vịnh Hạ Long vẫn còn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ban đầu. Vịnh Hạ Long bao gồm vô số các đảo đá vôi nhỏ nhô lên từ mặt biển với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau. Hình dáng của các đảo thay đổi phụ thuộc vào góc nhìn, sự dao động của mực nước thủy triều, điều kiện thời tiết, hướng chiếu sáng của mặt trời. Tuyệt vời hơn khi sáng sớm hay chiều tà, được thả hồn với thiên nhiên, ngắm những tia nắng vàng nhuộm đỏ cả bầu trời, mặt nước và vô vàn hòn đảo trùng điệp như một bức tranh sơn thủy. Tiêu chí 8 là những ví dụ nổi bật đại diện cho những giai đoạn lớn trong lịch sử của trái đất, trong đó có lịch sử về sự sống, các quá trình địa chất quan trọng đang tiếp diễn trong sự phát triển của các địa mạo hoặc các đặc điểm quan trọng về địa chất hoặc địa lý tự nhiên. Trải qua các giai đoạn phát triển karst lục địa khoảng 200 triệu năm đến giai đoạn cách nay khoảng 20 triệu năm, lớp đá vôi carbon pegmatite dày đến 1.000 mét tại Vịnh Hạ Long đã bị hòa tan một cách mãnh liệt trong môi trường nóng ẩm, để biến khối núi đá vôi ban đầu thành các cánh đồng cát và thung cát. Trong các khối đá vôi có rất nhiều hang động có kích thước, cấu tạo và độ cao khác nhau, phản ánh chúng được tạo thành trong nhiều pha yên tĩnh kiến tạo khác nhau. Cách nay khoảng 10.000 năm, Vịnh Hạ Long bị chìm ngập với hai đợt biển tiến cực đại cách nay 5.000 năm và 2.000 năm. Khi ấy, đá vôi Hạ Long chịu tác động đồng thời của hoạt động hòa tan và mài mòn cơ học, hóa học của nước biển tạo nên các hàm ếch sóng vỗ. Hàm ếch sóng vỗ đã cải biến hình dạng các đảo hình nón thành hình trụ với sự phong phú về hình dạng của các đảo. Nguyên nhân của sự đa dạng này là do phương của các lớp đá vôi rất đa dạng, dẫn đến sự phản ứng khác nhau đối với sự mài mòn của sóng biển. Vịnh Hạ Long là một ví dụ điển hình nhất về karst nhiệt đới dạng thác bị biển mài mòn với tên gọi karst kiểu Hạ Long.
hãy cùng Exotic Việt Nam khám phá Vịnh Hạ Long. Trong di sản thiên nhiên thế giới tại Vịnh Hạ Long thì chúng ta đi thăm rất nhiều hang động. Thì những hang động này có những hang động nằm ngang với mực nước biển thì chúng ta gọi là hang hiện tại. Có những hang động nằm cao hơn mực nước biển thì đó là hang quá khứ. Ví dụ như hiện nay chúng ta đang đứng ở hang Thiên Cung đồ gỗ thì đây là một hang động của quá khứ khi mực nước biển cao hiện tại là khoảng 20 mét. Và những hang động này đây là kết quả của quá trình hòa tan của nước chủ yếu là Thiên Cung nằm ngang để tạo ra những hang chiều ngang mà sàn hang ngang với mực nước biển trong quá khứ. Đồng thời nó kết hợp với những cái dòng chảy theo chiều thẳng đứng cho nên khi vào hang chúng ta cũng gặp những cái hố sụp mà hiện nay khu di tích họ đã rào lại ngân na, chúng ta gọi là đường xuống địa ngục, hay là những cái đường những cái vật sáng từ trên cao chiếu xuống thì ngân na gọi là đường lên trời, lên thiên đàng. Thì trong một hang Caster ngoài chúng ta nghiên cứu về sự hòa tan của nước theo chiều ngang chủ yếu theo chiều thẳng đứng thì chúng ta còn thấy được sự tái kết tinh của bi carbonate canxi để tạo ra cái chung gọi là nhũ đá. Thì tùy theo cái vị trí tái kết tinh mà chúng ta sẽ thấy là những cái vú đá treo trên trần hang và nước tiếp tục là gì nhiễu từ vú đá đó xuống sàn hang thì hình thành những cái măng đá. Măng đá và vú đá tiếp tục phát triển đi gặp nhau thì chúng ta sẽ có cột đá. Ngoài ra trên vách hang thì chúng ta sẽ có tường những bức màn đá do việc nước nó chảy tràn từ trên xuống qua vách hang. Và giữa vách hang và sàn hang thì chúng ta sẽ gặp chậu đá giống như những cái ruộng bậc hang ở miền núi. Như vậy thì đi thăm hang động thì đây là một cái bài học về địa lý rất là thú vị, giúp cho du khách hiểu hơn về cái giá trị mà UNESCO đã công nhận tại Vịnh Hạ Long, đó là giá trị về mặt địa chất, địa mạo.